Và ngay sau đây chúng ta sẽ tới với một cặp song ca tiếp theo. Có lẽ là bây giờ anh đã sẵn sàng để trình diễn ca khúc của mình rồi. Xin mời anh Vân Đặng với ca khúc Trường Xuân Đông Chỉ Song Ca. Trường Sơn Tây anh đi thương em.